Xin chào các bạn thân mến, tôi là Kitten, một nhà phụ huynh lữ hành. Ngày hôm nay đúng là một ngày nắng đẹp, vậy nên tôi sẽ ngồi bên cạnh cửa sổ để viết lại nhật ký về cuộc hành trình trong khoảng nửa năm qua. Chà, nghĩ lại cũng là một khoảng thời gian khá là dài kể từ khi tôi quyết định rời làng rồi nhỉ. Tôi đã đi khá là nhiều nơi, gặp được nhiều người bạn. Điều này cũng đã giúp tôi trưởng thành hơn rất là nhiều. Một năm trước, tôi chỉ là một hàng nông dân quèn đi trộm cắp của người ta. Sau đó tôi gặp anh bạn cung thủ, cả hai cùng nhau phiêu lưu qua nhiều vùng đất. Sau đó chúng tôi đụng độ long nhân, một chủng loài hùng mạnh. Nhưng nhờ khả năng thuyết phục đỉnh cao của mình, tôi đã thuyết phục được anh ta vào đội. Rồi tôi đã có một khoảng thời gian học tập tại làng Bozochubo, rồi trở thành một phù hỷ tập sự. Sau đó tôi đã giải cứu một kỵ sĩ của Vương quốc Ceremony, và đồng thời cùng những người đồng đội chiến đấu để giải cứu quốc gia này. Cuối cùng chúng tôi đã chung tay với nhau thành lập nên bang hội Bình Minh. Hiện nay thì có khá là nhiều việc tôi cần phải làm để duy trì bang hội, cũng như là cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về lục địa thiên đường. Vì tôi biết rằng ngoài những mặt tích cực ra thì thế giới này vẫn có những mặt tối chưa được giải đáp. Các bạn đừng bỏ qua số tiếp theo của quyển Hành trình của Hỏa Nguyên Phù Hỷ Kích Đình nha. Ê chà, cuối cùng cũng đã viết xong nhật ký rồi. Đi ra ngoài cửa chổi hóng gió một cái chọc phẻ con người cái coi. Ủa khoan đã, sao hôm nay trong bang hội có người nào nhìn lạ lạ vậy ta? Ủa bạn gì ơi, bạn là thành viên mới của bang hội Bình Minh đúng không? Bạn tới đây hồi nào mình không biết, nhìn bạn lá quắc lạ quơ à. Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình chút xíu được không? Chào bạn Pháp Sư, mình là Lumin, một nhà lữ hành. Còn bên cạnh mình đây là thức ăn dự trữ Bayman. Mình đang trên đường đi tìm anh trai của mình trên lục địa Tây Vác. Sắp tới thì tụi mình sẽ đến một quốc gia tên là Fontaine. Nhưng mà hiện tại có vẻ như tụi mình đã bị lạc mất tiêu rồi. Bạn có biết đường đến Fontaine là ở hướng nào không vậy? Lục địa Tây Vác, quốc gia Fontaine. Sao toàn mấy cái tên kỳ lạ mà tôi chưa nghe qua bao giờ vậy ta? Tây Vác ở đâu vậy? Ở đây tôi chỉ biết lục địa thiên đường thôi à. Bạn trông cái gì thông minh mà bạn ngốc ngốc dữ vậy hả? Muốn biết Tây Vác ở đâu thì để Bayman nói cho bạn nghe nè. Tây Vác là một lục địa rộng lớn nằm ở trong game Genshin Impact đến từ nhà HoYoverse. Tây Vác được chia làm 7 quốc gia khác nhau. Mỗi quốc gia mà bạn đi đến đều mang những nét văn hóa và vẻ đẹp khác nhau, để lại những trải nghiệm vô cùng sâu sắc, và bạn sẽ trở thành một nhà lữ hành để khám phá nó. Và cũng chính là lúc này, giờ lành đã điểm, cánh cổng của thủy quốc Fontaine cuối cùng cũng đã mở ra để chào đón các nhà lữ hành đến khám phá trong phiên bản 4.0 như làng mưa nhẹ vô cớ của Genshin Impact, với rất nhiều nội dung mới mà chúng ta đang chờ đợi, như là quốc gia mới, nhân vật mới, cốt truyện mới, và đặc biệt là một cơ chế chơi hoàn toàn mới chưa hề xuất hiện trước đây luôn. Tại thủy quốc Fontaine, một quốc gia được cai trị bởi thủy thần Focalor, quốc gia được chiếm 3/4 là nước này, thì bây giờ các nhà lữ hành đã có thể mở khóa chức năng lặn để có thể hòa mình vào làn nước trong xanh của Fontaine để khám phá thế giới dưới nước đầy màu sắc với vô vàn sinh vật biển. Đây phải gọi là trải nghiệm tuyệt vời nhất từ trước tới giờ của mình. Khi giờ đây chúng ta có thể bơi lượn trong nước, ta nói nó mát mà nó phê gì đâu á. Ngoài hoạt động lặn biển thì Fontaine là một quốc gia có nền văn hóa chính nghĩa, anh minh, đặc biệt là thích ảo thuật. Vậy nên trong phiên bản 4.0 như làng mưa nhẹ vô cớ của Genshin Impact sẽ là sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật mới ấn tượng. Mở màn cho tiết mục này của chúng ta đó là hai anh em, Liny và Linith. Đầu tiên là Liny, một nhân vật 5 sao mang hộ tính hỏa, vậy nên tính cách của cậu cũng có phần nhiệt huyết, hướng ngoại, với vẻ ngoài đậm chất ảo thuật gia và ngoại hình được thiết kế rất tinh tế và sang trọng. Thề luôn, chị em mà nhìn thấy cái biểu cảm này chắc là bắn tùm lum luôn đó. Cơ chế chiến đấu của anh chàng này cũng đậm chất ảo thuật, kỹ năng nộ, ảo thuật kinh điển giúp anh ấy hóa thành mèo mũ ma và giáng xuống một ngọn lửa rực rỡ như pháo hoa vậy. Và trợ lý của Liny là Linith, một nhân vật 4 sao mang nguyên tố phong, đồng thời cũng là em gái của anh, cũng mang một ngoại hình vô cùng Đây là gái anime tai mèo thứ 3 trong Genshin Impact mà bạn có thể sở hữu sau Diona và Kiara. À tí thì quên, còn một nhân vật nữa cũng là em út trong nhà của hai người này luôn, đó là Freminet, cũng là một nhân vật 4 sao nhưng mang nguyên tố băng. Khác với anh chị của mình thì cậu em út này khá là hướng nội và thích lặn biển thay vì ảo thuật, nhưng mà cá tính phớt á, tàn nhang tàn ơ rồi nè, trời ơi mê. Các bạn có thể nhận được những nhân vật trên trong banner 4.0 của Genshin Impact Liny và Linith, đây là vào ngày 16 tháng 8 2023. Ngoài ra có sự trở lại của dì Lan, một waifu cực hot trong phase 1. Còn phase 2 là vào nửa sau của phiên bản, với sự trở lại của nhâm vương đế quân Zhongli và ví tiện của nấy Thactalia. Khi run banner này bạn sẽ có cơ hội nhận được Freminet, nên đừng bỏ qua nha. Ngoài ra bản 4.0 còn có rất nhiều sự kiện và nhiệm vụ mới đang chờ các bạn khai phá. Nhưng nếu trong game chưa đã thì các bạn có thể ra ngoài đời thực chiến tiếp với sự kiện HoYoFest đang hot rần rần mấy ngày hôm nay nè. Địa chỉ là tại Iron Mail, Tân Phú, Teladon, thành phố Hồ Chí Minh, để kỷ niệm lại 3 sản phẩm đình đám của HoYoVerse trên thị trường quốc tế, bao gồm Genshin Impact, Honkai Impact, Honkai Star Rail, và còn có cả những sản phẩm sắp ra mắt như là Zenless Zone Zero nữa. Sự kiện vô cùng hoành tráng với rất nhiều quà lưu niệm hấp dẫn cùng những màn tương tác đặc sắc trên sân khấu. Các bạn có thể được tham gia những trò chơi này tại quầy bán hàng để lấy quà,
hoặc các bạn có thể được chụp hình chung cùng các cosplayer tài năng tại Fest, hay muốn thể hiện bản thân trước những trận thách đấu la hoàng công khai trên sân khấu với những phần quà khủng như là figure. Còn chẳng chơi gì nữa mà không đến ngày Hoyo Fest đi nào. Cuối cùng thì mình cảm thấy phiên bản 4.0 của Genshin Impact lần này thật sự là một bản cập nhật mang tính đột phá nhất từ trước tới giờ luôn. Với cơ chế bơ lặn cùng dạng nhân vật quá đổi chất lượng với waifu husbando cùng cốt truyện bánh cuốn như này không phải bỏ qua được rồi. Còn hàng chơi gì nữa mà không kéo xuống phần mô tả để tải ngay Genshin Impact và đến Fontaine khám phá với cái đền nào. À, nãy giờ cũng 5 phút rồi, sao Blaine chưa tới nữa ta? Hơi lâu rồi nha. Ôi, trời mưa to quá. Hello mọi người. Được rồi. Okay. Được xin phép. Được rồi Fuzan, mục đích của anh hôm nay đến gặp chúng tôi có việc gì đây? Chào mọi người, tôi tên là Fuzan. Tôi là một giáng thương đến từ vùng đất phía nam của mảnh đất này. Tôi đang nắm giữ một thông tin, đó là một căn bệnh kỳ lạ ở phía nam. Khoan đã, anh có thể nói rõ hơn về nó không Fuzan? Tôi đang rất muốn nghe đây. Tôi đang cần tìm những người lữ hành đủ can đảm. Và trong vùng đất này, đây cũng là một bang hội lớn nhất nhì. Tôi thấy được thì hy vọng trong mọi người. Liệu mọi người có sẵn sàng để nhận cái ủy thác này của tôi không? Được rồi Blaine, chúng tôi cần sức mạnh của anh. Liệu ủy thác lần này anh có tham gia cùng chúng tôi hay không? Tôi thì chắc chắn thôi. Tôi phải hỗ trợ người dân ở đây chứ. Anh bạn cô hổ không có ý kiến gì đúng không? Được rồi mọi người, tôi có một vài thông tin cần cung cấp cho mọi người đây. Trong khoảng thời gian học tập tại làng Bozo Chubo, tôi tình cờ phát hiện ra hầm ngục của một tổ chức kỳ lạ nào đó. Bọn chúng bắt người dân và thực hiện những lời nguyền kỳ lạ lên họ. Triệu chứng được chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, mắt của họ phát sáng, cơ thể gầy gò và họ hành động như những con thú hoang vậy. Giai đoạn 2, khuôn mặt họ bám đầy những thứ trông như là bụi và có màu đen chi chít. Ở giai đoạn này, họ gần như đã không còn nhận thức được gì nữa. Và đó là toàn bộ những thứ mà tôi biết về căn bệnh này. Chúng ta sẽ phải đi tìm kẻ đang đứng sau toàn bộ câu chuyện và chấm dứt chúng. Vậy nên thông tin mà Fuzan đưa cho chúng ta là cực kỳ quan trọng. Được rồi Fuzan, anh có thể cho chúng tôi biết vị trí của dịch bệnh nó nằm ở đâu được hay không? Nhưng tôi có một điều kiện. Đó chính là một thương hội. Hả? Một thương hội? Đúng vậy. Đây là một vùng đất có tiềm năng phát triển về kinh tế. Tôi nghĩ tôi cũng nên dừng chân ở nơi này để tập trung vào công việc hơn. Ai, thiệt là hết cách. Ok, tôi sẽ đồng ý chia một phần đất ở khu vực bang hội này cho anh. Anh quả thật là một gian thương mà. Được rồi, Fuzan sẽ là người dẫn đường cho chúng ta thực hiện cuộc hành trình này. Và lần này thì chúng ta sẽ có Blaine, Phút Triệu và tôi và cả Fuzan nữa các bạn. Khoan, hình như có thấy còn hiếu hiếu ai ta? Con rồng đâu rồi? Con rồng đâu? Con rồng hình như mấy nãy nó đi lên phòng rồi. Mẹ kiếp, nó gặp người lạ nó trốn rồi. Không biết là Phú Triệu thuyết phục được thanh niên rồng không nữa, không biết nãy giờ nó đi đâu rồi nữa. À, đây rồi Phú Triệu, đây rồi. Sao rồi Phú Triệu? Không được rồi, nó dở chứng rồi, không chịu đi. Bình thường tôi không có thấy cái tên này có biểu hiện kỳ lạ, mà sao hôm nay là lạ hả nhỉ? Rồi, nếu mà hắn không chịu đi thì chắc là phải để hắn giữ cái bang họ này thôi. Không ai có ai làm gì được hắn đâu, vậy nên là chúng ta lên đường trước hắn thôi. Đành vậy. Tất cả mọi người đã sẵn sàng chưa? Cuộc hành trình hướng về phía nam của chúng ta chính thức bắt đầu. Đi thôi mọi người. Khi ánh sáng của mặt trời chiếu sáng xuống vạn vật thì cũng chính là lúc một chuyến phiêu lưu mới cũng đã bắt đầu. Liệu vẫn còn bao nhiêu điều mà tôi chưa biết về thế giới này? Ngoài con người ra thì còn bao nhiêu thế lực nữa đang tồn tại ở trong thế giới này? Chúng tôi đã băng qua được cánh rừng sòi vào giữa trưa và hiện tại chúng tôi đang đối mặt với đại dương bao la. Bây giờ chỉ còn cách băng qua nó thôi. Chúng tôi cần hai con thuyền nhỏ để có thể chở hết 4 người. Phải chi bây giờ có một con thuyền buồm to lớn thì hay biết mấy. Thôi, ông nào trồng cây mà cái cây nó lớn luôn vậy? Ông nào trồng cây vậy? Trời ơi, bữa lên bị cây đè bẹp rồi. Bị cây đè chết rồi. Cái gì vậy? Cây đè rồi. Chúng tôi băng qua dòng biển ấm ở phía nam lục địa thiên đường. Mảnh đất phía nam này là một khu vực vô cùng hoang vu và mang khí hậu nhiệt đới ẩm. Xung quanh được bao bọc bởi những ngọn núi trầm tích to lớn. Có thể nói, nơi này là thiên đường dành cho những tuyến vận chuyển ở trên không. Vì địa hình nhỏ hẹp, vậy nên họ thường hay đi bằng những chiếc tàu bay hoặc là khinh khí cầu. Do xung quanh đều là biển cả, vậy nên cũng có rất ít những tên cướp có thể lảng vảng ở quanh khu vực này. Cuối cùng thì ánh mặt trời cũng đã dần buông xuống. Ngày đầu tiên của chuyến du ngoạn diễn ra khá là suôn sẻ. Chúng tôi đứng trên vách núi và nhìn ánh hoàng hôn tuyệt đẹp. Những vì sao xuất hiện trên bầu trời đánh dấu cho một ngày nữa đã kết thúc. Vượt qua được những vách núi trầm tích,
chúng tôi lại tiếp tục băng qua một khu rừng. Bây giờ thì trước mặt tôi lại là một con hồ rất là đẹp, và trong con hồ này còn có chứa những cái tàn tích bí ẩn, và chúng tôi muốn vào trong đó để có thể khám phá. Được rồi mọi người, trước mặt chúng ta đang là một cái phế tích dưới nước. Được rồi, bây giờ tôi sẽ cử một người ra để đi khám phá nơi đó. Ai nhỏ con nhất, bơi lẹ nhất thì chắc tôi nghĩ chắc có Phú Triệu thôi. Được rồi, đi đi anh bạn. Đây, Phú Triệu sẽ lo vai trò đảm nhiệm nha. Chính xác rồi, báo cáo mọi người. Đến nha. Ok, mọi người xuống hốt xác Phú Triệu đi mọi người ơi. Xuống hốt xác Phú Triệu đi, sẵn sàng nổi lên đó. Lên đi em ơi. Lên đi em ơi. Nguyên cái hộp điện diêm la dưới đó đó em ơi. Càng kiếm sĩ, càng gấp kiếm sĩ, càng gấp kiếm sĩ dưới khung, dưới nước khung quá kéo nữa. Xong rồi, xuống tiếp luôn. Xuống tiếp phu luôn mọi người ơi. Mọi người cứ thoải mái đi, tôi đang có sẵn ba cái hòm này. Cái gì đây? Ở phu gian này chơi này có người luôn nhở. Không chơi nữa đâu. Dù gì giờ cũng tối rồi, chắc là tối ngày hôm nay chúng ta sẽ phải tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi thôi. Anh chẳng ai biết đâu. Không em ơi, ở nhà mọi người đang đợi em nổi lên nè em ơi. Đang đợi nổi lên. Ủa em bị lạc rồi, em bị lạc rồi. Mẹ kiếp tầm này xuống đi hốt. Ôi trời ơi. Đây. Em đang chia lại phẩm về cho mọi người nè. Đâu, cái gì đâu. Vâng, tuyệt vời. Anh em kêu xuống giúp, trẻ méo xuống giúp. Mà tới lúc mà có chiến lợi phẩm cái bù lại, súng lại liền. Vùng đất phía nam này nổi tiếng có những bãi biển khá là đẹp. Chúng tôi quyết định đốt lửa trại và nghỉ ngơi ở đây vào tối đêm nay. Sẽ là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời đấy. Chúng tôi ngồi xung quanh bếp lửa, ánh trăng thì treo trên phía đầu, phía bên dưới là đống lửa đang cháy bập bùng. Chúng tôi ngồi buôn chuyện với nhau cả đêm ở trên bãi cát này. Rifuzan nói với chúng tôi rằng chúng ta đã đến rất gần nơi đó rồi. Sáng hôm sau, Fuyan dẫn chúng tôi tới một ngôi làng. Và anh ta nói đây không phải là điểm đến của chúng ta, mà chúng ta sẽ đi vào trong này để có thể hỏi thêm thông tin về những người dân ở đây về ngôi làng bên cạnh. Và tôi đã bắt chuyện với một vài người dân ở bên làng này, nhưng không ai muốn cho chúng tôi biết thông tin về ngôi làng bên cạnh và muốn đuổi bọn tôi đi. Vậy nên tối hôm đó, Fuyan đã đưa ra quyết định cuối cùng cho chúng tôi. Tôi giúp đỡ mọi người, nó đang ở phía trước đây. Chúng ta sắp tới rồi mọi người à. Được rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta đi thôi. Chúng tôi nhẹ nhàng băng qua cánh đồng hoa lavender và không hề biết rằng phía trước là cả một con ác mộng đang chờ chúng tôi. Kiếp trời mưa rồi mọi người ạ. Đêm nay tôi cảm thấy là có gì đó không ổn lắm. Khi cơn mưa bắt đầu đổ xuống, chúng tôi hướng ánh mắt về một căn lều nhỏ và một người đàn ông đang đứng ở đó. Tôi nghĩ anh ta có thể giúp gì đó cho chúng tôi. Có một cái lều ở đây. Được rồi, để tôi bắt chuyện nha họ. Nè anh gì ơi, có thể cho chúng tôi biết được tình hình ở trong ngôi làng đó thế nào được không? Chúng tôi muốn vào trong đó để điều tra. Cút đi, tao không có tiền cho bọn mày cướp đâu. Vợ tao, con tao, gia súc và ruộng đồng của tao đều đã mất sạch rồi. Vậy tao không còn gì nữa, khó khăn lắm tao mới thoát được khỏi đó. Đi tới đâu họ đều cũng đuổi tao đi. Tao không còn nơi nào để nương tựa nữa. Bao nhiêu bác sĩ đã đi vào trong và cũng không ai trở về cả. Tao khuyên tụi mày đừng có đi vào trong đó. Được rồi, cảm ơn ông. Cảm ơn những thông tin mà ông đã nói. Đi học mọi người. Đi chơi đi, đi chơi. Họ đã cố ý cắt cái cây cầu này bỏ để không cho người dân có thể đi ra bên ngoài. Vẫn có một số người tìm cách đi ra khỏi ngôi làng này nè mọi người ạ. Nhìn nè. Vậy là kết quả của họ. Mày kiếp, không phải không chỉ một đâu. Rất là nhiều người đã cố gắng ra khỏi cái ngôi làng này. Và phía trước, chúng ta đã tới rồi. Mày kiếp, chuyện gì đã xảy ra cái chỗ này đây? Mẹ, cái gì đây? Được rồi, cổng làng khiếp thôi. Nhìn đây. Mẹ khiếp. Một chốn tập thể mọi người ạ. Không chỉ một đâu, ở bên này nữa. Thậm chí còn có những cả những con thuyền cho xác chết ạ. Quá khủng khiếp. Chỉ mới bước vào đầu làng thôi mà đã là một cảnh tượng kinh khủng như ở dưới địa ngục rồi. Không biết ở bên trong làng sẽ là thứ gì đang chờ đợi chúng tôi nữa. Những con quạ. Chắc là tụi nó tới đây đang xác chết rất là nhiều quạ luôn rồi đằng khác. Ở trong làng đâu đâu cũng là xác chết và những con quạ bị hun hút bởi những cái mùi hôi thối. Chúng tôi hy vọng rằng vẫn có những người may mắn sống sót sau sự kiện này. Được rồi mọi người, chúng ta hãy chia nhau ra đi tìm từng nhà để xem là còn có người dân nào sống sót hay không. Tôi hy vọng mình vẫn có thể tìm thấy một ai đó. Chúng tôi cần tìm những người dân sống sót để hỏi cho ra lẽ việc gì đã xảy ra ở đây. Có ai đây không? Nhiều bánh mì lắm. Nhưng có vẻ là không có bất kỳ hy vọng nào ở đây cả.
cho tới khi chúng tôi nghe được báo cáo từ phía của Phú Triệu rằng có một người phụ nữ vẫn còn đang sống sót và đang ngủ ở trong ngôi nhà này. Cô ấy trông giống như là không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc bị nhiễm bệnh, vậy nên tôi đã cố tra hỏi cô ấy về tình hình ở đây. Cô ấy nói rằng vào khoảng một tuần trước có một bóng đen kỳ lạ xuất hiện ở ngôi làng này. Mọi người sau đó đều bị chết tập thể, một số người thì đột nhiên sống lại và đi tấn công những kẻ khác. Cô ấy gần như đã bị rơi vào bế tắc và đang rất là muốn kết thúc với cuộc đời của mình, nhưng mà vẫn chưa làm được. Mọi chuyện chỉ mới xảy ra trong vòng một tuần nay thôi mọi người ạ. Ôi chị này nên ở trên nhà nha. Chứ có mấy người bị lây nhiễm. Chắc là mình phải sơ tán người dân không mọi người ạ. Được rồi. Cái gì mà nó gớt dữ vậy? Cái gì bị bạch đó ta? Cái gì mà xác chết gây gớt xuống kìa. Ôi cái gì đây? Cái gì đây? Qua đây xem nào. Mưa xác chết hả? Đây còn con gì này? Ui! Chết nó đi mọi người. Cái gì đó? Ui! Mẹ! Tiêu diệt cái con này mọi người. Nó làm mù tôi thôi. Sao mọi thứ tối đen vậy? Lên đâu rồi? Alo, Phú Triệu. Alo. À, sao dịch chuyển lung tung vậy? Mẹ kiếp, nhìn nó đi mọi người. Ui, bị dịch chuyển đấy. Lên. Ui, lên đây rồi. Đâu rồi, bọn. Ui. Nó hồi lại kìa. Gì đây? Chém nó. Ui. Cứu. Ấy. Mọi người hay hết đâu rồi. Rồi. Thành công rồi. Đây là một cái trường triệu hồi của Mignatagun à. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở khu vực này vậy trời? Mọi người, người dân đâu rồi? Mẹ khiếp. Chúng ta đã thất bại rồi mọi người ạ. Cái con quái vật đó nó đã triệu hồi rất là nhiều những cái xác chết rơi từ trên trời xuống. Chúng ta không thể nào đỡ nổi và không có bất kỳ người dân nào sống sót sau cái đợt tấn công của bọn chúng. Cuối cùng có lẽ là cái căn bệnh này sẽ còn nguy hiểm hơn khá là nhiều. Chứ không đơn thuần như vậy, tôi nghĩ là sẽ có thể một ngày đó nó sẽ lây lan khỏi cái lục địa này. Tôi xin đồng góp ý kiến nhé. Tôi nghĩ là để muốn biết được căn bệnh này là căn bệnh gì, chúng ta cũng phải qua cái nghĩa địa đằng sau chúng ta. Anh thật sự nghĩ là cái căn bệnh này xuất phát từ cái nghĩa địa kia sao ông Linh? Nghĩa địa? Phải rồi mọi người ạ. Phía sau ngôi làng đó có một cái nghĩa địa khá là lớn và chúng tôi hy vọng rằng bọn tôi có thể tìm được một cái manh mối nào đó về cái dịch bệnh này ở trong đây, dù là một hy vọng nhỏ nhất. Đây. Xung quanh đây toàn là những cái con ma vật bị nhiễm cái bệnh đó, khiến bọn chúng trở nên kỳ lạ. Chúng tôi đã tìm được đường để đi đến trung tâm của cái nghĩa địa này. Ở đây có một ngôi đền khá là to, xung quanh được canh giữ bởi những con ma vật, nhìn khá là kinh dị. Lối để vào trong ngôi đền đều đã được chặn lại bởi những cái tấm ván. Chúng tôi đã cố ý phá nó ra để có thể đi vào được bên trong, nhưng đáng tiếc bên trong này không có gì cả. Chúng ta không tìm được bất kỳ cái manh mối nào ở trong đây cả. Ở đằng kia còn có một cái căn lều cả mọi người, đi tới đó cùng tôi nè. Tôi không ngờ rằng lại có những người đủ can đảm để có thể ngủ bên trong cái nghĩa địa tăm tối như thế này. Kẻ đó chắc cũng phải điên lắm. Khoan đã. Có người thật sự đã cắm trại ở đây, nhưng mà họ không còn sống nữa rồi. Mọi người có thấy một cái điều kỳ lạ gì không? Bộ xương của người này là... Má ơi! Hết hồn! Những người chết ở cái ngôi làng kia thì những bộ xương đều bị hóa màu đen. Nhưng còn anh ta thì lại khác nha. Những người cắm trại ở đây hoàn toàn là một bộ xương bình thường, không có bị hóa màu đen mọi người ạ. Tôi nghĩ chắc là có cái điều gì đó đặc biệt ở đây rồi. Mọi người kiểm tra xung quanh lều trại đi. Xem này, ở đây có một quyển sách. Này chắc là nhật ký của anh ta mọi người ạ. Xin chào, tôi là Peter. Nếu bạn đọc được nhật ký này có lẽ tôi đã chết rồi. Vết thương của tôi rất nặng, có lẽ sẽ không qua khỏi. Tôi muốn nói rằng trong tương lai sẽ có một dịch bệnh và sẽ đe dọa với sự tồn vong của thế giới này. Bọn chúng, những kẻ mặc áo choàng đen, những cái mộ. Đó là toàn bộ những gì ở trong cuốn nhật ký này ghi lại. Mọi người có tìm ra được cái manh mối gì trong này không? Những kẻ mặc áo choàng đen là cái gì ta? Anh ấy gợi ý những cái mộ. Chắc chắn ở xung quanh đây những cái mộ có manh mối gì đấy. Chả lẽ là nó nằm ở dưới những cái mộ sao? Chúng ta sẽ phải đi lật tung toàn bộ cái nghĩa trang lên để tìm cái mộ đó.
Như vậy là chúng tôi đã tiến hành khai quật những ngôi mộ có ở trong cái nghĩa địa này. Lúc còn là nông dân, tôi cũng hay làm việc này, nhưng là vì lợi ích cá nhân, còn bây giờ là lợi ích cho tất cả mọi người. Mất cả đêm để bọn tôi có thể lục tung toàn bộ cái nghĩa địa này lên, nhưng mà cũng không tìm được bất cứ cái manh mối nào cả. Cho tới khi tôi phát hiện ra được một ngôi mộ với hình thù vô cùng kỳ lạ, và tôi đã quyết định là sẽ đào cái ngôi mộ này. Và thứ nằm bên dưới ngôi mộ này khiến cho tôi khá là bất ngờ đó. Mọi người ơi, đây mọi người à, tôi phát hiện ra được có một cái cổ quan tài mở, và ở đây có một cái cần gạt. Khi tôi nhấn nó thì nó sẽ tạo ra một cái đường đi. Mọi người có thấy có một cái đường đi ở phía dưới cái quan tài này không? Ồ, có một cái lỗ hồng nè. Được rồi, mình lên sẽ đi xuống dưới trước. Over, xuống đi mọi người. Phía dưới cái căn hầm này bị bao phủ bởi những cái lớp bụi đen kỳ lạ. Nó trông giống y hệt như những cái thứ đã bám trên mặt của những nạn nhân kia. Dưới này còn có một cổ quan tài màu đen khá là lớn, trong đó có chứa một cái cuốn sách. Và khi tôi mở nó ra, tôi khá là bất ngờ khi bên trong này chỉ có vỏn vẹn hai dòng chữ. Mọi người, là sao? Huyết mạch của sự sống tuôn trào. Đó có phải là một câu đố hả? Một gợi ý. Đây là một câu đố, chắc chắn nó sẽ chỉ đến một nơi nào đấy, ở trong xung quanh cái nghĩa địa này. Và thay vì chúng ta tìm được sự thật ở đây, chúng ta lại tìm ra được một câu đố khác. Chúng ta bị chơi rồi. Đúng rồi, chúng ta sẽ phải giải thêm một câu đố nữa đó mọi người ạ. Nơi huyết mạch của sự sống tuôn trào hả? Mọi người nghĩ thử xem, ở trong một nơi hoang tàn như này, cũng là một cái nghĩa địa, chắc chắn không thể nào có sự sống được rồi. Nhưng nếu tôi suy luận không nhầm, ở đây chỉ có một thứ duy nhất có sự sống. Ý anh nói là những cái cây hả Blunt? Anh nói cũng đúng nha. Khi chúng ta chết đi thì đồng nghĩa với việc là sự sống của chúng ta sẽ có thể kết thúc. Nhưng mà cơ thể chúng ta sẽ là chất dinh dưỡng để nuôi sống những sự sống khác, trở thành thức ăn cho động vật và trở thành dinh dưỡng cho thực vật. Chắc chắn là những cái cây này sẽ là manh mối để chúng ta có thể tìm kiếm được cái câu đố này. Cũng hợp lý phết đấy. Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ phải làm sao? Đốn hết toàn bộ những cây trong nghĩa địa này thôi. Được rồi, hôm nay chúng ta không có bất kỳ thu hoạch nào từ những cái cây cả. Được rồi, có thu hoạch gì không mà lên? Tay không mang về rồi đồng chí ơi. Nơi huyết mạch của sự sống tuôn trào. Tuôn trào? Thứ gì có thể tuôn trào được? Nước mưa à? Chúng ta đang tắm mưa đúng không mọi người? Đúng rồi, từ lúc mà chúng ta tới đây bây giờ trời chưa bao giờ ngừng mưa cả. Chúng ta đã dầm mưa liên tục 3 ngày hôm nay rồi đó, kể từ khi bước tới cái vùng đất này. Vẫn có những người dân chưa bị nhiễm bệnh. Và mọi người biết gì nữa không? Chúng ta cũng chính là những người chưa bị nhiễm bệnh. Và tại sao chúng ta lại không bị nhiễm bệnh? Tôi đưa ra một giả thuyết rằng rất có thể là khi dịch bệnh xảy ra thì họ đã đứng ở bên ngoài và trời mưa. Nó là chính là thuốc giải cho cái dịch bệnh lần này. Vậy là đáp án thuộc về trời mưa. Nhưng mà tôi không nghĩ nó chỉ là trời mưa đâu. Mọi dòng sông và dòng suối khi mà khí nó lên trời, nó tụ lại thành mây thì mới tạo ra mưa. Đáp án chính là nước. Đúng rồi. Không phải là cơn mưa mà chính là nước mưa đó mọi người ạ. Và sự sống ở đây chắc chắn là nước đó mọi người ạ. Chúng ta, thực vật và tất cả những sinh vật ở trên thế giới này đều bắt đầu từ nguồn nước. Khởi đầu chúng ta cũng bắt đầu từ nguồn nước. Nguồn nước chính là sự sống của chúng ta. Chúng ta đã mất rất là nhiều năm để có thể tiến hóa, và tất cả đều xuất phát từ cái nguồn nước. Vậy nên sự sống ở đây ám chỉ chắc chắn đó chính là nguồn nước đó mọi người ạ. Ở trong nghĩa trang này chỉ có thể là nó thôi. Sự sống tuôn trào từ cái nơi này. Mọi người hãy tìm xung quanh cái đài phun nước này, chắc chắn là sẽ có một cái mật thất gì đó. Có một cái gương hả? Có một cái người. Có một cái khe hở ở đây. Ê! Gì vậy? Hey! Không quá! Con mới dưới nó! Con này kinh khủng hơn! Không qua! Con này khủng hơn! Ui! Mọi người cẩn thận! Tôi sắp lịm rồi. Ao. Bình tĩnh mọi người. Nó mạnh lắm. Tôi bay lên mọi người ơi. Ôi xong rồi. Dạ. Ai da. Cái gì vậy? Kiếp sát chết nha, rớt xuống kìa. Mẹ kiếp lại là cái cơn mưa sát chết nữa. Không ổn rồi. Mọi người. Sai ra. Mình đi vậy. Chúng ta đang bay. Mẹ kiếp. Mọi người chọn nơi đụng nguồn nước à? Rớt xuống cái đài phun nước mọi người ạ. Đi đi. Mẹ kiếp. Sức mạnh khủng khiếp vậy đây. Ui. Anh hồi phục rồi.
Đúng rồi, tấn công thôi. Đúng rồi. Và sống lưng nó mấy người. Sống lưng là điểm yếu. Nhanh lên. Sắp chết rồi. Ui nó hơi phục. Tiếp bắn còn sống à. Nó hơi phục được kìa. Đây. Gì vậy? Còn sống à. Đây là hình thức cuối cùng của nó đó. Nó sẽ hiệu cháy mày. Ủa con chó. Ôi trời ơi. Kết thúc chưa? Cuối cùng đã kết thúc rồi. Mưa tặng rồi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cơn mưa cũng dừng lại luôn rồi. Chúng ta sẽ phải dập tắt cái đài phun nước này thôi. Không ăn được. Coi có xô nước không mọi người? Ở đây tôi có xô nước này. À được rồi, cảm ơn anh. Từ từ. Cảm ơn. Xô nước đấy trị giá 20 stack emerald đấy. Anh đùa chúng tôi chứ? Chàng thương. Cả gia tài của tôi cũng chỉ có hơn 500 stack. Flash. Nhưng mà thật sự mọi người bỏ 5 stack ra, tôi có thể mua được gần như là một thành trì rồi. Flash. À đây rồi, chúng ta tìm được thứ mà chúng ta cần tìm rồi. Khi sự sống của một người chấm dứt, đồng nghĩa đó có thể là kết thúc. Những kẻ vương vấn chẳng thế luôn khao khát chờ đợi đây một lần nữa. Chúng tạo ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ, càng khát vọng năng lượng càng mạnh. Nếu tập hợp đủ sẽ tạo ra một lời nguyện khủng khiếp. Vùng đất này sẽ được bao phủ bởi dịch bệnh đen, bụi đen. Từ những khao khát được sống của những kẻ đã chết sẽ xâm thực lên mọi thứ. Một thời đại mới sẽ được bắt đầu. Đáp án của chúng ta đó hả? Chúng ta không có bất kỳ cái thuốc giải nào để có thể là giải quyết cái dịch bệnh này mọi người à. Rất có thể cái cây gậy này chính là... Chúng tôi sẽ tìm cách để nghiên cứu cây gậy này. Rất có thể nó sẽ là giúp chúng ta một cái thứ gì đó đó. Được rồi, về nhà không mọi người? Kết thúc rồi. Như vậy là chúng tôi chính thức khép lại cuộc điều tra tại ngôi làng đen. Bỏ lại phía sau là vô vàn những bí ẩn và những câu hỏi. Rồi, về nghỉ ngơi không mọi người ơi? Từ dừng lại, mọi người còn quên gì nữa không? Quên gì? Mọi người còn nhớ với tôi là mọi người hứa cái gì không? Hứa cái gì? Hứa gì ta? Đấy là một tụng hội. Cái thương hỏi phải rồi, chúng ta chưa được nghỉ ngơi đâu mọi người à. Và còn mấy stack emerald nha. Rồi. Những kẻ lữ hành từ phương xa khá khen cho các ngươi vì đã tìm được tận đây. Nhưng những thứ mà các ngươi thấy ở đây cũng chỉ là khởi đầu cho một cơn ác mộng dài mà thôi. Lục địa thiên đường sẽ bị cái chết bao trùm cho một ngày không xa. Được rồi mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ phải thực hiện đúng như cái lời hứa mà chúng ta đã hứa với Fuzan thôi. Đây. Tôi còn thôi. Cảm ơn anh. Chuẩn bị cho thương hội thôi mọi người à. Tới lúc chúng ta sẽ phải làm việc này rồi. Trời tối rồi, thôi đi ngủ. Ok. Sau rất là nhiều ngày cuối cùng mình cũng đã chế về được cái căn phòng thân yêu của mình rồi. Sau bao nhiêu ngày gọi là ngủ nghĩa trang rồi quái vật các kiểu thì thôi. Lên giường phát là khỏe ngay. Thôi lên đường mọi người ơi. Rồi Phú Giang đi thôi. Ủa tên Phú đâu? Wow, qua giờ trưa rồi em ơi. Dậy em ơi. Qua giờ trưa. Liên công xong rồi chưa? Đấy. Rồi lên đường thôi, đi thôi. Đi tiếp tục công việc chúng ta thôi. Cuối cùng thì sau một biến cố lớn ở ngôi làng đen thì chúng tôi đã cũng có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường của mình. Từ bây giờ tôi nghĩ là tôi nên trân trọng những cái khoảnh khắc yên bình này hơn. Vì trong tương lai rất có thể là còn rất là nhiều những sự kiện kinh khủng hơn cả ở ngôi làng đen nó đang chờ chúng tôi nữa đó. Còn hiện tại thì vẫn còn đang có một cái vấn đề mà chúng tôi cần phải giải quyết, đó chính là xây dựng một cái thương hội cho anh bạn Fuzan, coi như là giữ lời hứa về để dẫn chúng tôi tới ngôi làng đó để điều tra. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã xong rồi. Đẹp quá mọi người. Yeah.
Ok, đây, đây, đừng bê, bê Hanh Niên Phu Danh vào. Đấy, bê Hanh Niên vào trong nhà Gui. Tuyệt vời. Ủa, Hanh Niên Phu Danh đang bê con lẩn hay vậy? Bê mình nữa, bê mình nữa không ơi. Bây giờ xây xong nhà là phải bê hắn vào luôn. Thằng Hanh Niên Gia Hương này, phải bê hắn vào luôn mọi người nhé. Quá. Đéo xịt đấy. Phục vụ đội trưởng nhờ. Đấy, em đang lấn ngồi xuống đây. Vừa đi bắt con gà mời mọi người. Coi như là chúng tôi đã hoàn thành xong cái điều kiện mà anh đã đưa cho chúng tôi rồi đó. Bây giờ thì chúng ta làm gì đây? Còn khoản nợ trước. Bây giờ thì các anh cần đi đem khách hàng về đây cho tôi để tôi buôn bán. Trước khi làm việc thì phải làm sao? Ăn nhậu trước đã. Đây. Rồi nè em, giờ chúng ta sẽ đi review hóa gọi là đồ nghĩa trang, nghĩa địa rồi đồ. Cái này bán nhiêu vậy? Năng tiền cứ đòi mua ấy nhỉ? Cái gì mà sao nhìn nó sút như vậy? Đây này là đồ second hand nha. Rất là nhiều thứ, chai lọ, rồi hỷ tinh, rồi sách xiết các kiểu. Ui, ông Putam mang được mấy cái này từ ở trong ba lô suốt gần đấy năm, kinh thật đấy. Rồi, cơ bản là tầng 1 nó sẽ như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ lên tầng 2 để review. Rồi, lấy cây tia lửa của anh ra coi. Đây, bay cho ngắm một vòng cho mọi người xem. À, sao anh không bế em lên nhỉ? Vậy em cũng muốn được cảm giác đó nữa hả? Rồi ok. Cẩn thận rơi gãy chân nhá. Còn để sức trả nợ cho tôi đấy. Trời đẹp nhờ. Ôi con cảnh đẹp ghê nhá. Ui hoàng hôn kìa. Wow. À, cảm giác bay thế nào luôn? Cho tôi biết cảm nhận của anh nào. Rất là tuyệt vời. Cứu em. Gì vậy? Cứu em. Thả nó xuống kìa. Cái gì bạo hành. Rồi giờ chắc đi xuống được rồi đó. Ok. Được rồi Phúc Triệu. Của nhà ngươi xem là một thời gian vắng bóng. Ta xem nhà ngươi thế nào. Có thêm được con refin để xem là ngươi có mạnh hơn cái nào hay không. Rồi để tôi đếm cho hai người nhé. 1, 2, 3. Bắt đầu. Ôi giời ơi. Hiện tại là anh hai anh đánh vòng quá đánh vòng rồi thì định đã đi được ngược hướng. Anh đã bắt đầu đi đến anh đầy phút căng thẳng. Ủa, cái chỗ này sao hôm nay bay ngu thế. Anh Griffin đã bay được xung quanh một vòng rồi hai vòng nữa. Tia lửa rồi sao hôm nay mày để thua con Griffin đó sao. Hình như anh quyết định là vẫn chưa qua nổi một vòng được. Đây vòng đầu tiên em ạ. Khống chế phép thuật nè. Rồi, Griffin đã quay được 2 vòng rồi. Anh mới một vòng mà. Không, cách khống chế phép thuật của mình nè. Cái gì con Griffin nó đi bộ như bầu trời luôn á, khiếp ấy. Tôi xin nói luôn, nhà vô địch của chúng ta chính là anh Phú. Má ơi, tại sao con cái chổi của mình bay nhanh 5 phút chịu, tại sao mình lại hú mà. Rồi, ok anh em. Này, ăn mừng vì chúng ta đã hoàn thành xong phiên hội. Ủa, 2, 3. Vô. Tuyệt vời. Giờ tôi nghĩ cái ý tưởng này. Hay giờ tụi mình quýnh nhau đi. Ấy coi là Linh với lại Phu Văn quýnh nhau xem là coi là thương nhân với lại kỵ sĩ ai sẽ mạnh hơn. Phúc Giao, em bắt ai? Phu Văn mà thắng thì anh sẽ xóa nợ cho em. Đấy, 64 em rồi cái đợt mà anh cứu em đấy. Ok luôn. Okay, ai mà lên cố lên mà lên Emerald game mà. Trời ơi cái gì vậy? Cái gì Emerald nái vậy trời? Đi bước em xài Emerald nái vậy em. Hay lắm. Lên hay lắm. Ôi ôi mà lên đừng để mà chúng đòn cố lên mà lên. Đường đường là một tướng quân một yếu vậy sao? Ôi ôi mà lên cố lên sao vậy? Xỉn quá mà luôn. Ôi ôi hay lắm mà luôn. Hay lắm anh em. Ôi hay. Ôi ôi Phú Triệu ơi là Phú Triệu. Không có bây giờ thoát khỏi nạn của anh đâu. Lem. Đây em mời anh. Phú Triệu. Rồi đừng nghĩ anh em ngồi cả cửa không? Nghĩ thì tôi ông chậu không sao. Tôi nhịn nông lâu lắm rồi. Đừng nghĩ anh là pháp sư mà không biết sử dụng kiếm nha. Tại anh quyết định nha. Nó mạnh vậy. Thôi là tôi cá Phú Triệu nha. Phú Triệu cố lên. Từng làm trong Budai đi nhé.
Tụi Blanh và Phúc Triệu nói rằng tụi nó sẽ ăn chơi ở bên thương hội một thời gian khá là dài. Vậy là cuối cùng mình cũng đã có một thời gian yên tĩnh ở trong nhà Gui một mình rồi. Hiếm khi có một ngày yên tĩnh như thế này, vậy nên là chúng ta cũng phải tận dụng nó làm một số những cái việc quan trọng. Như các bạn thấy đó, hiện tại thì sức mạnh từ ngọn lửa của mình vẫn còn đang khá là yếu các bạn. Chỉ có thể sử dụng được 3 chiêu trưởng lửa, hơi thở rồng và quả cầu lửa mà thôi. Sau trận chiến ở ngôi làng đen thì mình cảm thấy là pháp lực của bản thân vẫn còn yếu lắm các bạn ạ. Vậy nên là ngày hôm nay chúng ta cần phải cải thiện nó. Chúng ta sẽ thực hiện một vài những cái nghiên cứu ở đây để có thể chế tạo ra một loại vũ khí mới. Chiếc quyền trượng của Azatagul. Được rồi, đầu tiên là mình sẽ xem coi là cái quyền trượng này nó có sức mạnh gì đã. Xem nào. Úi giời ơi, cái gì đây? Ôi là trời, mình không ngờ là cái quyền trượng này nó có thể tạo ra cái thứ khủng khiếp như thế này các bạn à. Chúng ta có thể triệu hồi được một con ma vật đặc biệt thông qua sức mạnh của cây quyền trượng này các bạn à. Thật sự nó rất là khủng khiếp ấy. Ngoài ra thì nó còn có thể sai khiến con ma vật này làm theo ý nó muốn. Con ma vật này nó nói rằng: tôi sẽ đi theo ngài, thưa chủ nhân. Được rồi, vậy thì mày sẽ đi theo tao. Tao cần phải kiểm chứng sức mạnh của mày đã. Mình sẽ cho nó làm một cái bài test để có thể kiểm chứng sức mạnh của nó. Được rồi, tấn công tên này. Úi dồi ôi. Các bạn có nhìn thấy gì không? Nó hạ đo ván của Enderman luôn à. Để chính xác là năng lực triệu hồi mà các thuật sĩ hắc ám đã sử dụng. Đúng như lời sư phụ của mình nói, nó rất là ghê gớm đó. Được rồi, từ bây giờ tao sẽ cho mày trở thành vệ sĩ trong phòng của tao. Thằng nào đi vô đám vơ mộng đó cho tao. Bây giờ thì mình cần đi lên thư viện để tìm một ít các thuật cấm, cụ thể là thuật bóng tối. Trước tiên thì mình cần phải xem công thức để chế tạo ra được một cái lọ dầu nguyên tố các bạn à. Nguyên liệu mà chúng ta cần đó chính là vỏ của cây cổ thụ, muối và một củ tỏi. Đầu tiên là vỏ cây cổ thụ chúng ta có thể tìm được ở trong rừng. Mình có thể tìm nó ở trong rừng sồi. Tuy không có thể gọi là cổ thụ nhưng nó cũng là một cái cây sồi khá là già đó các bạn à. Và chúng ta sẽ lấy vỏ cây của nó. Kế đến là vào nhà bếp lấy một ít muối và một củ tỏi. Tiếp theo là chúng ta sẽ đổ nước vào trong vạc và đợi cho nước sôi lên. Bong bóng đã nổi lên như thế này là nước sôi rồi đó các bạn à. Chúng ta sẽ cho vỏ cây cổ thụ vào trong này, muối và cuối cùng là tỏi để tạo ra được một cái hỗn hợp phản ứng như thế này. Chuẩn bị một cái bàn đá, đặt quyền trượng Azatagul, một cái kiếm kim cương và cuối cùng là hỗn hợp dầu nguyên tố lên trên chiếc bàn đá này. Và có hiện tượng gì xảy ra không? Hả? Tiếng gì đấy? Phải cái trưởng à? Trông nó chẳng khác gì một thanh kiếm kim cương bình thường cả, nhưng tên của nó là kiếm vô cực các bạn à. Và nó cũng không có sức mạnh gì đặc biệt, ngoài mình có thể sử dụng nó để hỏi lửa và chém như một thanh kiếm thông thường. Sao có thể kỳ lạ như vậy được ta? Không lẽ là mình làm sai ở bước nào? Với khả năng có một phù hủy tập sự như mình mà nói á, thì mình nghĩ chắc là có thể là mình đã thất bại rồi các bạn ạ. Vậy là coi như đi tông ngày làm việc của tôi rồi. Tối nay thằng nào có đi tiểu đêm thì đừng có đi qua, ngang qua phòng anh nha. Lộn, đừng có mở cửa đi vào phòng anh nha. Điều người anh. Ở đây, luôn qua đây nhanh nhanh. Đấy, chúng ta ngồi bên này. Đây á. Đó anh em ngồi đây nha. Yên tĩnh. Không phát ra một bất kỳ cái tiếng động nào. Mọi người đâu rồi? Chuyện gì? Ai, không biết mấy cái khứa này trốn đâu hết rồi. Yếu nợ tôi mà ở trên... Ở đâu hết rồi? Đây à. Rồi, giờ anh muốn chúng tôi làm gì anh nói luôn đi. Tôi sẽ xóa cho mọi người một nửa số nợ. Nhưng mọi người phải đi theo tôi để lấy một món hàng. Không biết mọi người có đồng ý không nhỉ? Phải trả xong số nợ này chúng tôi mới tiếp tục làm ăn được. Đấy, chứ bây giờ cái gui thì chả có người nào mà còn phải nợ đóng tiền nữa thế này. Tôi không muốn đâu. Vậy nên là thôi. Đi thôi. Một triệu bé thôi đi, tôi trả nợ riêng nhau. Ê, thôi, cần đi. Ê, quý tộc gì kỳ cục vậy? Quý tộc gì bế tương nhân là sao? Mình là quý tộc, đường quý tộc, ai được đi bế thằng này? Có lẽ là bọn luôn nó chơi tụi mình lâu quá, thời gian cái quên bản thân là quý tộc luôn các bạn ơi. Sống như mình chở búa rồi. Không nói vậy, quý tộc đàng hoàng, ngẩng cao đầu nhìn trời. Kỳ quá. cái đồng chí thấy hôm nay tôi có gì đó là lạ mọi người? Có, chạy nhanh hơn bình thường nhá. Không, tôi còn thứ khác nữa. Mọi người để ý, mọi người sẽ thấy. Không lại có thanh gươm nhá. Thanh gươm đâu nhá. Là đây chỉ là một cái thanh kiếm kim cương bình thường thôi. Nhưng mà nó chả có sức mạnh gì đặc biệt đâu. Ngoài tôi có thể sử dụng nó để bắn lửa. Hả? Em với anh là người thân từ lâu rồi đúng không? Bên kia có túp lều kìa. Đâu túp lều đâu? Điều gì? Bên này ở đây có người cấm chạy sao? Có người cấm chạy đây luôn à? Ơi, lâu nay tụi mình không biết á. Mọi người hả? Nhìn thấy gì không? Quát tàu. Mẹ ơi. Máu bé bét thế mẹ này. Mẹ ơi. Toàn họ chết hết rồi. Cái này chắc là do thú dữ tấn công á mọi người ơi.
Mọi người nghĩ chắc là họ gặp cướp hoặc là có thể là gặp thú dữ đó mọi người. Nhưng mà mấy cái này làm nhầm gì với chúng ta đâu. Từng đi qua ngôi làng đen rồi, chỗ đó có bao nhiêu xác chết còn kinh khủng thế này. Cái này nhầm gì? Trời ơi. Đúng rồi. Chiêu đi mọi người. Hãy chiêu đi. Anh em ơi. Chiêu đi. Cứ tưởng là chúng ta sẽ gặp được những có thể mời những người đó về vui nhưng mà tiếc quá. Bây giờ thì chúng tôi đang bước trên một cuộc hành trình mới hướng về phía đông. Và chúng tôi đang băng qua một eo biển với rất là nhiều những con thuyền hải tặc khá là nguy hiểm nên chúng tôi quyết định tấp vào bờ. Đã. Sao lại có một cái chòi ở đây? Chắc là anh em vào thử xem có người không? Có, ở nhà không? À hôi. Có kiếm ở đây. Cây kiếm à. Có quý cần không nhỉ? Đùa nhanh quá. Quý tộc ơi. Ủa quý tộc này. Ủa khoan, quý tộc này ngộ nha. Quý tộc này vô nhà ta thó ta là sao ta? Thó lại cho người ta đi. Thôi balloon quý tộc đi chung với chúng tôi thế này bị nhiễm tha hóa rồi. Xong rồi, Đức Vua sẽ vọng về anh lắm lần. Ê, đây, mọi người vào đây. Đâu, sao nào? Mọi người chứng kiến giúp tôi nhá. Ok, cái gì đây? Ui giời ơi. Ê, được chưa? Được. Thôi đi thôi mọi người, đừng làm nhảm nữa. Ui, má ơi, con bị mít à? Ê, má ơi, tôi lỡ tay. What? Không có gì đâu mọi người, đi tiếp thôi. Sao cứ mạnh của anh hôm nay nó hơi lạ vậy? Trùng hợp thôi, chắc là toàn mày thôi mà. Đi thôi. Chắc không đây. Ê, lượng đường anh em ơi. What the fuck? Cái gì vậy ta? Chỉ cái đinh ơi. Nhìn cái mặt này. Đó là một loại phép mới mà. Phép kiểu trưởng động vật bay ra xa mà. Mọi người. Ở trong những khu gần âm u như thế này, tôi từng nghe một chuyện thiệt là kinh khủng. Đó chính là ma cây. Mọi người nghe về cái câu chuyện đó chưa? Phù gia bị ma cây bắt rồi mọi người ơi. Ôi trời ơi, phù gia bị ma cây bắt rồi. Rồi. Ê, phù gia bị quỷ cây bắt rồi mọi người ơi. Giờ chúng ta đi giọt luôn để hắn trong cái khu rừng này đi. Phù gia ra đây rồi. Trời là kiếm nãy giờ. Đấy, đi thôi đi thôi. Ê mọi người, tương truyền rằng có một loài quỷ là hờn xe đi xe theo sau những người đi cuối cùng nhá. Người đấy, tụi nó có sai đâu. Băng qua được khu rừng sồi tăm tối thì trước mặt chúng tôi bây giờ chính là hơi ánh sáng quen thuộc đó, cánh rừng phát sáng. Kể từ lần cuối tôi được chứng kiến cảnh tượng này chắc là cũng khoảng nửa năm trước rồi. Lúc đó tôi vẫn còn là một thanh niên pháp sư tập sự thôi. Đây là lần đầu tiên mà tôi được chứng kiến nó với một khoảng cách gần như thế này đấy. Lần trước chúng ta chỉ đứng ở bên ngoài để nhìn nó thôi. Nhưng mà theo tôi được biết thì những khu rừng như thế này thường là rất nguy hiểm đấy. Hả? Nguy hiểm gì cơ? Trông nó đẹp thế này cơ mà. Tôi thấy nó cực kỳ an toàn nha, xung quanh đây chẳng có một con ma vật gì cả. Đúng rồi đó, do ánh sáng của những cái cây này phát ra, ma vật thì lại rất là sợ ánh sáng đó mọi người à. Anh chắc không? Rạng sáng ngày hôm đó, chúng tôi tìm thấy được những căn nhà nằm sâu ở trong những vách đá hẻo lánh. Tôi cử chổi qua để có thể chào hỏi họ. Và tôi phát hiện ra đây là một cái nhà thờ, mà còn là một cái nhà thờ rất là lớn nữa. Chúng tôi quyết định vào trong này để cầu nguyện cho chuyến đi an lành. Và cha xứ không ai khác, đó chính là Berlin. Sách gia phổ của các tổ phụ đời Jacob. Ok. Adan sang xét. Xét sang e nói. E nói sang xét e man. Lão này tào lao. E man sang. mọi người hiểu được gì không nhờ? Không có nhớ. Đi nhá, được tào lao nhá. Ê, cứu. Cứu. Phù xanh này cọc bắt hàng ra chơi luôn quý tộc. Phù xanh này chết. Rồi đến mọi người. Đây là khu chúng ta sẽ nhận hàng. Cái khu di tích đó hả? Đúng rồi. Trưởng, anh để hàng ở trong một cái khu di tích cổ à. Hàng hóa gì kinh khủng vậy. Đây là khu vực sinh sống của những loài kỳ nhông nước có tên là Gecko Toa. Loài sinh vật này thì vô cùng hiền lành. Chúng chỉ ăn những cái loại thực vật mọc ở dưới nước thôi. Những nơi mà chúng sinh sống thường là những nơi môi trường nước phải thật sạch thì chúng mới có thể ở đó sinh sản và phát triển được. Vậy nên để bắt gặp được chúng là một điều rất là khó. Rồi mọi người, rất là sâu mọi người. Mọi người cẩn thận, mọi người. Để tôi tiên phong nha. Ôi. Bro. Chào mọi người. Đây chú bư. Yeah. Vẫn ổn mà. Em good. Coi chắc chắn là ổn đâu, phù sa đâu. Bao nhiêu sợi dây mọi người ạ? Dưới này sâu lắm đấy. Gớt xuống đó là chỉ có nhảy chân thôi. Nhìn tôi này, nhìn tôi làm lại thôi. Rồi. Rồi xong giờ còn có mình rồi các bạn ơi. Trời ơi. Đấy. Ôi giời. Mọi người ơi, anh đang kìa bắn cung ấy. Ôi giời ơi. Khoan đã. Một cái hầm ngục mà. Một cái đinh trần.
Thôi thôi, mọi người đừng quan tâm. Đi theo tôi nào. Được rồi. Sao món hàng của anh sao lại ở nơi... Được rồi, đấy, chúng ta đi thôi. Chẳng có gì đâu, đi theo tôi. Xong nhìn nơi này có không khí u ám ấy. Nhưng mà tôi cảm giác không ổn trong này lắm nha. Ừ, cho tôi hỏi được không? Anh đặt hàng của những ai vậy? Không, tôi đặt đi muốn buôn bán thôi, kiểm tra làm gì? Ở tới nơi rồi đó hả? Thấy gì nhá? Ôi, cái gì nặng vậy? Anh bỏ gì như mày Phu San? Mấy cái đồ để tôi buôn bán thôi, chẳng có gì đâu. Anh em hơi bị yếu rồi đấy. Ê, Phú Triệu yếu thế, đi nhanh lên nào. Đi nhanh nào. Ê, đi nhanh vào. Ui, đấy. Anh mới là kẻ yếu ấy, anh coi lại cái mớ cơ bắp của anh. Rồi, bây giờ cái đồng chí cứ gáy đi. Tôi đi trước nha, các đồng chí nha. Ơ kìa, đừng, bên. Bạn kiếp, chúng ta phải đem cái tất cả cái đống hàng này về cái thương hội chúng ta hả? Nó rất là nặng luôn ấy. Có khi nào chìm thuyền không? Ôi, Blunt vừa bơi luôn nè. Ôi, khỏe tên bạn. Cuối cùng thì sau một ngày vật lộn, chúng tôi cũng đã có thể đưa hết số hàng hóa đó lên thuyền và trở về nhà. Cảm giác ngày mai được xóa nợ thật là vui biết mấy. Vậy nên là tối ngày hôm nay chúng tôi quyết định cắm trại tại khu gần phát sáng. Lâu rồi mới có dịp ngồi chung với nhau. Chúng tôi chuẩn bị dự định cho những kế hoạch sắp tới, rồi đi ngủ sớm để ngày mai có thể trở về nhà. Blunt đâu rồi mọi người? Ê mọi người ơi, cứu! Gì đây? Gì vậy? Cứu! Ê! Cái gì đây? Trong đây có một con... Mọi người chuẩn bị chiến đấu! Mọi người biết đây là con gì không? Một con ma thú. Mọi người đừng đánh vội. Đỡ nó đi. Ui, bạn kiếp. Lôi điện kỳ lân. Một trong những con ma thú cao cấp nhất khu vực này, tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Không được rồi mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Né. Ma thú là sinh vật có thể điều khiển được ma thuật. Nó có thể điều khiển được sấm sét đó mọi người, cẩn thận. Đấy, sức mạnh của ma thú đấy mọi người. Sức mạnh của ma thú cấp cao đấy. Tới lúc rồi các bạn, mình sẽ có thể phải đánh liều một phen thôi. Chắc chắn là sẽ thành công. Bạn kiếp. Oh shit. Mọi mẹ kiếp, cái da nó cứng quá mọi người ơi. Luôn. Không chịu rồi, xong rồi mình đánh ngất rồi. Kiếp xong tôi rồi. Không gian cứu tôi. Đây không được rồi, tôi chạy cho tôi. Cái gì vậy Phu San? Không được rồi, cái đinh mày phải làm được. Mẹ kiếp. Cố lên mọi người ơi, cố lên. Cái gì đấy? Nó lên ngược rồi. Cái gì đây? Vãi cái trướng á. Vô hạn kiếm đã kích hoạt được rồi. Vô cực kiếm. Mày chết đi. Được rồi, để tôi. Ôi cái gì vậy? Để đó cho tôi. Đây là vô cực kiếm. Tôi đã kích hoạt được nó rồi. Wow. Hay. Những thanh kiếm này sẽ đỡ lại mọi đoàn tấn công, trừ đoàn tấn công cận chiến của mình luôn. Nguyên một giọng xoáy lóc kiếm. Ui. Luôn. Ngay từ đầu mình đã không nhìn nhầm cái kiếm này các bạn à. Đây là sức mạnh mà tôi đã trích xuất từ cái cây gậy mà chịu hồi hôm trước đấy. Hả? Tôi muốn mua lại thanh kiếm được không? Trời ơi. Đây là hàng limited edition của tôi tạo ra đây, không phải mua là mua đâu. Sức mạnh của vô cực kiếm đến từ khả năng điều khiển trọng lực của ma pháp trọng lực và có thể tạo ra thật nhiều thanh kiếm như thế này. Tôi cũng đã là sử dụng luôn cả ma thuật triệu hồi từ trong cây gậy Azatagul đó. Tất cả đều được tôi đúc kết từ khả năng điều khiển trọng lực và khả năng triệu hồi ra những cái xác chết rơi từ trên trời xuống của con quái vật đó, và chúng tôi đã có được vô cực kiếm. Sao một ngày đi làm mệt mỏi, cuối cùng cũng phải được về nhà rồi. Đặt vào đây, đặt vào tay cho tôi. Rồi, ok. Vào đây ạ. Ai muốn kiểu mai là chắc là tối nay em ta ăn mừng. Mai là xóa nợ, cái kiểu. Cuối cùng thì nợ nần giữa chúng tôi và Phu Gian cũng đã kết thúc. Tối ngày hôm nay là chúng tôi đã có thể ngủ ngon rồi. Hôm nay mọi người tập trung đầy đủ á nha. Có chuyện gì hôm nay tại tìm bọn tôi à? Hôm nay tôi qua đây là nhờ mọi người đi tìm những khách hàng về để tôi buôn bán. Cũng phải nha. Chúng ta cũng chưa có bất kỳ một thành viên nào của Gui cũng như là của thương hội. Hợp lý đấy Phu Gian à.
chúng tôi cũng đang cần tìm những cái người cho ban hội cũng như là thương hội cho anh đấy. Vậy là chúng tôi sẽ tạm chia tay nhau một thời gian. Linh và Phúc Triệu sẽ lên đường đi tìm những thành viên mới cho ban hội Bình Minh. Đây không phải là lần chia tay đầu tiên của chúng tôi, và tôi cũng không cảm thấy buồn vì chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Vô cực kiếm là một cái vũ khí vô cùng mạnh các bạn à. Nhưng mà nó vẫn có một số điểm yếu là nó sẽ không thể nào tấn công được những cái con quái vật sử dụng linh lực hoặc linh hồn. Đó là điểm yếu duy nhất của cái thanh kiếm này. Nhưng mà sự thì nếu mà chúng ta sử dụng nó để tấn công thì những người đồng đội ở gần cũng sẽ bị gây sát thương đó các bạn. Vậy nên là mình nghĩ là chúng ta sẽ tạm thời chưa sử dụng nó một thời gian. Mình sẽ cất nó ở đây trước đã. Mình biết là các bạn rất là muốn xem mình sử dụng cái cây kiếm này. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ cứ để nó ở đây. Khi nào những trận chiến dữ dội thì mình sẽ đem nó cả để sử dụng. Ngày hôm nay không biết là chúng ta sẽ phải đi làm gì đây. Mọi người đi hết rồi. Má ơi, Phu Gian. Đi thôi. Má ơi, sao hôm nay tới sớm thế? Tôi vừa bước lên rồi tôi thấy anh đi xa thôi. Ê, tôi hết cả hồn luôn ấy. Anh làm ơn đi, mốt thì đi nhanh đi mà có âm thanh chút xíu đi chứ. Đi rén thế này, tôi bị bệnh tim nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ phải đi chiêu mộ những người khách hàng cũng như là những cái thành viên cho ban hội chúng ta. Và ngày hôm nay chỉ có tôi và anh thôi đấy Phu Gian. Chúng ta sẽ đi theo hướng của cánh rừng này. Và đi khoảng 2 cây thì chúng ta sẽ đến được một ngôi làng. Đấy là một ngôi làng chăn ngựa. Đó, được rồi, đi thôi. Một ngôi làng chăn ngựa. Wow, đây là lần đầu tiên mình được đi riêng với Phu Gian đó mọi người ạ. Chắc chắn là Phu Gian rất là am hiểu địa hình về những cái khu vực này, vậy nên là mới có thể giao những quỹ thác như thế này cho mình được. Đấy, có một con gấu. Con gấu hả? Đâu? Má ơi, con gấu to thế. Ua! Cứu tôi Phu Gian. Không, chạy trước đây. Dạ. Trời ơi, ủi có con gấu con nữa kìa. Con này con gấu mẹ. Thôi ơi, xong rồi, tôi không muốn giết nó. Ôi. Tao xin lỗi mày xếch nhiều gấu à. Em nói nó mồ côi rồi. Xin lỗi mày nha gấu. Anh không có cái lối đi nào mà nó an toàn hay sao Phu Gian? Nơi này quá nhiều thú dữ đó. Chúng ta nếu mà đi ra khỏi những thủ trống thì thường gặp những tên thủ phỉ ấy. Thì ra là như vậy. Bởi vậy anh mới chọn một cái khu gần nguy hiểm như thế này để đi à. Mặc dù có hơi nguy hiểm nhưng tuyến đường ở gần bìa rừng rất là đẹp. Nhiều lúc mình cũng không muốn tin cái tên thương nhân này lắm. Nhưng mà có lúc hắn vẫn uy tín phết ấy. Được rồi, chúng ta cũng cần đến rồi đấy, phụ thủy kết đi ngay. Ồ, mau nha, khu vực này cũng gần chúng ta phết á. Tôi không ngờ rằng ở gần nhà ban hội của chúng ta lại có một cái ngôi làng chăn ngựa to lớn như thế này mà trước giờ tôi chưa biết luôn. Ai, người dân ở đây rất đông. Chúng ta có thể... Ôi. Cái gì đấy? Đi đâu ấy? Các người có biết các người đang đứng ở đâu không? À, anh bạn là ai đấy? Ta là thủ lĩnh của băng đầu bò. Các người đi ngang qua đây thì phải nộp tiền cho ta. Vãi cả trưởng à. Ở đây có bảo kê. Ủa vậy anh đâu có nói với tôi là khu vực này có bảo kê đâu. Gặp ngay thanh niên côn đồ trên con đò nè. Đừng manh đó ông. Nhanh lên. Phụ gia anh đưa tiền cho hắn đi, tôi không có tiền ở đây. Tôi không muốn đưa tiền cho những cái thể loại như thế này. Dạ rồi. Người nói gì này? Ê, đừng manh động. Được rồi mọi người. Được rồi, bình tĩnh. Bây giờ có cách nào mà chúng tôi không đưa tiền mà vẫn phải có vẫn đi vào trong này được không anh bạn? Vậy các người phải chiến thắng được ta đi đã rồi tính. Gì thì tính à? Đi theo ta. Rồi, vậy là phải quánh nhau rồi mọi người à. Được tôi rồi, không có biết quánh nhau đâu đấy. Tôi không có đáng tấn công vật lý được đâu. Ok, phụ thủy kết đinh cứ để tôi lo được. Cảm ơn anh. Yes, ít nhất không phải quánh nhau với hắn các bạn à. Mình chứ bây giờ quánh nhau chắc chắn là bị hắn bòm cho vỡ mồm ngay. Quánh nhau ở đây ấy à. Được rồi, lực chơi như thế nào đây? Được rồi, giao lực đi anh bạn công đồ. Trận đấu này có 3 lượt, ai thắng 2 lượt trước thì sẽ thắng luôn. Vũ khí là gì chứ, anh bạn? Là đầu gỗ. Đây, ở đây tôi có một thanh kiếm gỗ. Phải cái trưởng à. Phu gia anh cầm kiếm gỗ, còn thằng này nó cầm nguyên cái chì gai, chơi cái méo gì? Đây, ta chính là luật, ngươi im đi, tên kia, ngươi là trọng tài. Điểm đi. Rồi, cố lên nha Phu Gian. Rồi, 3, 2, 1, quân. Ôi dồi, cố lên Phu Gian ơi. Cố lên, đúng rồi. Ôi dồi, tên này nguy hiểm lắm. Một đòn, hai đòn, đúng rồi, hay lắm Phu Gian. Ngươi đang quá chậm đấy. Ôi dồi.
Knock out hắn. Knock out hắn, đúng rồi. Quá chậm. Đánh bỡ mà mất đi. Ủa, hay lắm Fusan. Chúng ta thắng rồi. Hello anh bạn đầu bò nhá, anh bạn thua rồi giờ. Nhưng mà còn một lượt nữa. Cái gì? À, phải rồi, còn một lượt nữa. Cho hắn hửi đất, thông đích hắn. Ok. Dứt. Lại này. Dầm ba với thằng này. Ôi, cái gì đây? Cái gì đây? Hắn mất. Cẩn thận Fuji anh, hắn chơi bẩn. Không sao, nó quá yếu. Ôi ôi ôi. Ui, từ từ. Tên này gác quá. Các người còn gà lắm. Mẹ kiếp, tên này chơi bẩn. Nó có biết trùng đâu. Đây là tả chính là lượt. Tả chính là lượt. Tả chính là lượt. Mẹ kiếp. Người biết trùng đâu. À nhờn. 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 Bố con chó nhờn. Mở mồm nhạc con. Hay lắm vui danh. Tuyệt vời. Được rồi, chúng tôi đã thắng hai ván rồi anh bạn. Mặc dù anh chơi bẩn nhưng anh vẫn hư chúng tôi. Bây giờ thì anh có cho phép là... Mục đích của các người đến đây là gì? Thật ra thì chúng tôi tới đây để tuyển mộ một vài người cho ban họ chúng tôi thôi. Kiểu mua bán giao thương giữa khắp các nơi thôi. Không có chuyện gì xấu đâu. Được rồi. Nếu như các người đã mạnh hơn ta thì ta có một việc nhờ các người. Chúng tôi được tên côn đồ dẫn vào hang ổ của băng đảng đầu bò. Sau đó hắn kể cho chúng tôi nghe một cái sự việc. Gần đây có xuất hiện một đàn Wyvern không biết từ đâu tới, tấn công người dân và những cỗ xe ngựa khi chuyển qua bìa rừng. Và còn rất là nhiều ngựa bị chúng bắt vạn thịt nữa. Nếu như các anh muốn tuyển người thì các anh có thể giúp tôi một chuyện được không? Đó chính là giết bọn gồng đó. Tôi cũng nghe nói là Wyvern rất là thích ăn thịt ngựa đó. Vậy nên là chắc chắn là các anh đang gặp khó khăn ở việc này rồi. Nếu mà những con Wyvern nó cũng xuất hiện ở bên đây á, thì chúng tôi cũng sẽ không có đường người dân này được. Giao thương cũng sẽ gặp các gối. Vậy nên là Fujian. Được rồi, tôi cũng chấp nhận. Được rồi, dẫn đường đi anh bạn. Tối ngày hôm đó, chúng tôi theo chân đại ca của băng đảng đầu bò. Hắn ta dẫn chúng tôi đến xào huyệt của những con Wyvern và phải đi vào ban đêm. Vì ban đêm chính là thời điểm của những con Wyvern đi ngủ. Vậy nên đây chính là thời điểm thích hợp để chúng tôi có thể tấn công vào hang ổ của bọn chúng. Đi một hồi lâu, chúng tôi đến được một cái phế tích. Đây sẽ là nơi mà chúng tôi chạm trán với bọn chúng. Các người có thấy nó không? Được. Để tôi xem. Đi đâu? Nó đằng kia kìa. Ui, Wyvern đấy. Bị phát hiện rồi. Học được rồi. Tấn công bọn nó. Kiếp. Mạnh lắm đấy. Hơi thở của rồng. Một con đầu tiên. Đang còn bên kia, ba con. Cẩn thận, con này nguy hiểm lắm. Ôi, bốn đạn luôn đó mọi người. Được rồi, để tôi tấn công từ xa cho. Thế thôi. Quả cầu lửa. Hay lắm, con thứ hai. Mày. Đau quá. Thứ ba. Đau quá. Tuyệt vời. Ui, ở đây còn có một tên người sói này. Ui, quay quất. Tiếp. Cua rừng này quá nguy hiểm. Vẫn còn một con. Còn một con. Vậy thôi. Các người tiêu diệt nó đi, ta sẽ còn cả người chưa. Vậy là xong rồi đó hả? Sau trận chiến với những con Wyvern, đầu tôi đưa ra khá là nhiều câu hỏi. Vì Wyvern là một sinh vật sống ở phía nam của vùng đất này, tại sao chúng lại có thể xuất hiện ở đây được? Được rồi, tạm biệt anh bạn đầu bò nha. Chúng tôi sẽ gặp lại anh một ngày nào đó. Tạm biệt. Được rồi. Băng đảng đầu bò sẽ hỗ trợ anh nếu như anh cần. Ok. Như vậy là chuyến ghé thăm ngôi làng chăn ngựa đã kết thúc. Chúng tôi đưa rất là nhiều người dân về với ban hội. Tối ngày hôm nay sẽ là một ngày khá là bận rộn đối với tôi đó. Yeah, tuyệt rồi mọi người. Tối ngày hôm nay sẽ có khá là nhiều việc để cho mọi người làm đấy. Mọi người nhớ nghe kỹ nha. Cảm ơn anh bạn kia đính rất nhiều. Tôi xin phép được lấy nó. Hôm nay làm việc nói chung là cũng khá là mệt đó mọi người ạ. Lần đầu tiên mình làm việc cái đông người như vậy. Từ từ chắc chắn cũng sẽ quen thôi. Mấy ngày hôm nay bận phải. Lô anh bạn nha. Lâu quá không gặp. Mày chắc cũng nhớ tao khá là nhiều rồi đấy. Được rồi, ngồi. Khoan đã. Cửa sổ mình bị mở toang hoang là sao nhờ? Đi này. Vai trưởng có trộm vào vòng của mình các bạn ạ. Tại sao mày không ăn thịt nó?
Rồi xong rồi, thanh kiếm vô cực của mình bị ăn trộm rồi các bạn ơi. Thôi xong, thanh kiếm mạnh nhất của mình. Thật sự từ cấp mình đưa người dân tới đây lập tức có trộm ngay. Phải qua hỏi Phu Gian mới được. Phu Gian ơi. Gì đấy Phu Đinh ơi. Tôi có việc cần tìm anh đây này. Dạo này anh có quản lý người dân bên anh tốt không đấy? Chỗ tôi vừa mới bị mất trộm xong. Thanh kiếm vô cực của tôi đã bị lấy mất rồi anh bạn à. Có chuyện đấy sao? Ừ, thanh kiếm vô cực của tôi đã bị lấy mất rồi. Chắc chắn là có thể là tự cấp mà chúng ta đem người dân tới đây, chúng ta cũng đã đem trộm qua đây luôn Phu Gian à. Cay thật sự. Nếu mà anh phát hiện thấy người dân nào mà có dấu hiệu khả nghi nhớ báo lại cho tôi nha. Không sao bạn ạ. Chắc là sau này mình sẽ phải làm một cái cây kiếm khác thôi. Xui thật. Để xem nào. Ui anh ơi. Alo. Âu. Em về rồi đây. Ai đây? À giọng Phúc Triệu. Hello em. Ôi. Trời ơi. Dẫn về nhiều người dữ vậy. Ôi. Ai vui không nhờ. Balloon về. Bro. Ôi các đồng chí. Ơi nhanh lên nào, cái ông này chậm đi. Rồi, xin giới thiệu mọi người, đây là những cư dân ở trong đất nước của tôi. Tôi vừa mới đưa họ từ một tòa thành về. Được rồi, tôi Hỏa Nguyên Phù Thủy Kích Đinh xin được trân trọng thông báo Ban Hội Bình Minh chính thức được khánh thành. Yeah. Xin được phép được khánh thành. Quá dữ luôn. Rồi ok, mọi người tối nay làm sao? Khánh thành làm sao? Đi ngủ chứ làm sao? Đi ngủ rồi chứ sao? Đi ngủ chứ sao em hai? Anh em buồn nghe. Thiệt tình luôn, hôm gà không thấy con rồng đâu. Thức ăn trong nhà bếp vẫn còn đủ hả? Dạo này tụi nó đi đâu ta? Rõ ràng là không bị mất một ít đồ ăn luôn. Hay tại trong này toàn rau tụi nó ăn không được gì ta? Đây nè mọi người nè, nhìn nè. Cá treo vẫn còn đây. Chắc chắn là con rồng nó không ăn cái đống này đâu. Từ từ, thế có nghĩa là nó đang không ở trong phòng đâu. Mọi người xuống kiểm tra thử xem. Con rồng không ở trong phòng hả? Nó có cái chuyện gì mà sao suốt từ cái hôm đấy đến giờ nó không có gì nhỉ? Ủa đâu phòng nhé. Nó mở à? Cửa mở này. Ơ. Con gà ở trên nóc tủ này tôi lần cuối tôi vào cũng tận tháng trước ấy. Và cơ lờ giờ nó bốc mùi mẹ nó rồi. Chắc là chúng ta đi qua nói chuyện với Phu Gian một chút xíu thôi. Con rồng nó mặc kệ nó đi. Chuyện vang ở đây luôn mà. Vẫn hello cười ấy. Bro. Oh, hello mọi người. Hello. Hello mọi người, dạo này buôn bán thế nào anh bạn? Buôn bán cũng vào lắm. Tôi đang cần mua một ít đồ ấy, thì không biết là anh có thể bán cho tôi được không? Đây, tiền trước đây. Ôi. Nhiều quá. Trời ơi. Kích. Kích. Hả? Anh có tiền không cho em vay tí hay? Anh có tiền em à. Đây. Hai cái nịt. Rồi có thể quay lại đi vay. Đừng quên. Ôi trời ơi anh, bạn ơi chúng ta là người bạn ăn. Đúng không? Đây, phải bám chân phu ông chứ sao lại bám chân anh. Đấy anh cũng xuất thân. Ôi trời ơi. Phu ông ơi. Anh hoàng tử đẹp trai ơi. Ê nói thế à. Ra đây kinh quá. Ui hay. Ôi khoan. Rộng này, lâu quá không gặp, lâu đấy đâu đấy anh bạn. Trời ơi. Muốn mua gì từ... Mọi người vẫn nghe theo con quỷ đó hay sao? Cục gì? Cái gì đây? Anh bạn, lâu không gặp lại hả? Cho chúng tôi biết anh đang nói về ai được. Con quỷ là con quỷ nào? Phu Gian, kẻ thương nhân đấy. Con quỷ nào? Anh đang nói gì vậy? Đi đâu mấy ngày hôm nay rồi không gặp lại anh, nói anh đang nói thế nào, anh đang nói xà lơ sao ấy. Nói chuyện kiểu này là không được đâu nhá, tí nữa về Phú Triệu dạy lại con của mình ấy kìa. Cái gì? Thôi được rồi, con quỷ kia hiện hình ra đi. Ôi bình tĩnh nào bà. Thôi ra ngoài nói chuyện đừng ảnh hưởng khách kìa. Nào, có chuyện gì từ nói nè em. Có chuyện gì từ nói. Bình tĩnh nào. Bro. Bộ tộc của ngươi, ta đã cảm nhận được sức mạnh rồi. Hả? Nó đã bắt đầu tuôn trào mạnh hơn rồi đấy. Gì?
Người đang nói gì vậy? Nhiều cô uống thuốc, nhận thuốc con đây. Để nó xuất hiện đi, con quỷ kia. Nó đang nói gì vậy? Đấy, đúng rồi, anh bạn nói gì đây? Đúng chúng rồi. Tôi, thương nhân này chỉ là một thương nhân bình thường thôi chứ. Hay ta phải gọi ngươi là hoàng tử cuối cùng của ma tộc nhỉ? Ừ, cái gì vậy? Tiên đồng chứ, tao không quen biết gì ngươi đâu. Chưa. Ôi. Ôi, gì vậy? Ôi, gì đây? Ôi, quỷ sức mạnh gì vậy? Vào đây đi kìa. Lên thuốc diệu, sao hai người không cản hai cái thằng điên này lại đi. Nó quá là kinh khủng rồi. Dừng lại đi mọi người. Ôi, dừng lại. Không được rồi, hai tên này nó bay lên rồi. Cái gì đây? Quả kiếp ma lực gì đây? Má ơi, Fuzan bắn cái thứ này ấy, mọi người. Những thứ tầm thường thì nên né ra. Vào đây đi, chúng tộc đông nhân. Lên, không chịu vào đi chứ. Chạy đi lên. Tiếp sức mạnh khủng khiếp quá. Không đánh được người ta đâu, đừng cố. Vài chủng tộc lông nhân của ngươi vẫn chưa chịu thua ta sao? Được rồi, xem đây. Vô cực kiếm. Vãi Phu gia anh. Mẹ kiếp, hắn lấy cái hành kiếm của mình. Cảm ơn ngươi nhau phụ thử kết đi. Mày kiếp hắn chịu hỏi kiếm mà rồi. Không được. Cứ đàn này cross sẽ hô. Cứ đàn này tên rộng sẽ hô mất. Phải làm gì đó. Phải làm gì đó. Thành thang học. Đúng rồi. Vẫn còn có thể sử dụng được. Ra ông. Nhận lấy nó. Dù khi có mạnh ra sao thì vẫn thua ma tộc của ta thôi. Vào đây. Ui. Kết thúc mọi chuyện đi, chúng ta lông nhân.